Tuyền Mập và Hà Đa Bơ xin đón chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Ngôi sao tình yêu. Ngôi sao tình yêu. Chương trình Ngôi sao tình yêu được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Sunrise Media và được phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh đồng hành cùng với nhà tài trợ bộ đôi người mụn Vanessa Agni nhập khẩu trực tiếp từ Ý, mụn rời xa, da lãng bệnh của Sâm Phạt Mà. Ngôi sao tình yêu. Hãy đón chờ xem Ngôi sao tình yêu sẽ tạo cơ hội cho những mảnh ghép tìm thấy những điểm trùng khớp cùng với nhau. Năm ứng cử viên ngày hôm nay sẽ được gặp gỡ một nữ nhân vật wow, rất xinh đẹp, rất tài năng nhưng đang độc thân. Không biết cô nàng này có điểm gì đặc biệt và khác lạ. Xin mời quý vị cùng với Tuyền Mập và Hoài Rapper đón chào Hải Yến. Xin chào khán giả của Ngôi sao tình yêu, mình tên là Yến Phạm. Hiện tại mình đang là người mẫu tự do. Ngoài công việc người mẫu, mình còn kinh doanh và có sở thích làm đẹp. Mọi người xung quanh hay nhận xét mình là một người hòa đồng, có một chút lầy lội và rất là vui tính. Điểm của đối phương mà Yến thích nhất là đôi bàn tay. Yến nghĩ là đôi bàn tay nó cảm giác rất là ấm áp. Và khi mà cầm một cảm giác là được che chở và tiếp sức mạnh rất là nhiều. Yến thích một người đàn ông có tính cách vững chạc, dễ gần và tinh tế. Nếu đưa bạn trai về ra mắt gia đình mà Yến bị phản đối thì Yến sẽ nói chuyện với ba mẹ và sẽ thuyết phục ba mẹ là quyết định quen người con trai đó là một cái quyết định đúng đắn. Vì khi mà đã dẫn về với gia đình là một mối quan hệ nghiêm túc và Yến chắc chắn với lựa chọn của mình. Nên là mình tin là nếu mà mình lựa chọn đúng và phù hợp thì gia đình sẽ ủng hộ cho mình. Nếu mà có bạn trai thì Yến thích là hai người cùng đi du lịch với nhau, sẽ gắn kết được với nhau nhiều hơn, được khám phá những địa điểm đẹp. Điều đó rất là lãng mạn trong một cuộc tình. Xin chào Hải Yến. Wow, rất xinh xắn. Trong suốt những năm vừa qua thì không biết là có những thành tích nào ấn tượng không nào? Năm 2018 em có thi siêu mẫu Việt Nam và là top 12 ạ. Wow, chúc mừng bạn. Và không biết là dự định sắp tới bạn có muốn chinh phục bởi những cuộc thi nhan sắc nào nữa hay không? Nếu mà trong năm 2019, nếu mà có duyên thì chắc là em sẽ tham gia Next Top Model hoặc The Face chẳng hạn. Cố gắng nha. Dạ. Chúng tôi sẽ ủng hộ bạn. Vâng, em cảm ơn. Với tài năng mà bạn đã nói và những cái thành tích mà bạn đã có, thì không biết là bạn được đào tạo ra từ môi trường như thế nào ạ? Thực ra là em là người Hải Phòng. Thì trước đó ở ngoài Bắc thì em không có làm model mà em kinh doanh về làm đẹp là chính. Thì em mới vào Sài Gòn được có một năm thôi. Thì năm ngoái em có tham gia cuộc thi siêu mẫu và lúc đó là em mới bắt đầu là thực sự đi theo người mẫu theo con đường chuyên nghiệp. Và bạn học đại học nào? Trước thì em có thi đại học dân lập Hải Phòng. Và sau đó thì em có theo gia đình đi sang bên nước ngoài. Sau một năm thì em có trở về Việt Nam và kinh doanh. Như vậy bạn cảm thấy là mình đam mê về kinh doanh, đam mê về nghệ thuật và muốn sống với những đam mê đó. Đúng rồi ạ. Nhưng mà còn về tình yêu thì sao nào? Quá mê công việc rồi bỏ bê tình yêu luôn hay sao? Chắc vậy quá. Vâng. Thì trước giờ đã từng yêu ai chưa? Em thì chỉ có 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mối tình. 1, 2, 3, 4 này hay sao? Vâng. Xác định là 1, 2, 3, 4. Ba mối tình. Vâng. Mối tình nào sâu đậm nhất, kéo dài nhất? Số 2. Số 2, bao lâu nào? 4 năm. À, cũng nhiều chứ. Ở Việt Nam hay nước ngoài? Ở Việt Nam ạ. Sau khi trở về từ nước ngoài mẹ em gặp mối tình thứ 2 năm 20 tuổi. Và đó là mối tình khắc cốt ghi tâm. Tại sao phải dừng lại? Lâm ly vì đám. Ồ, vậy là có vẻ là không có nhiều cái duyên nữa. Đúng rồi ạ. Gặp khá nhiều chuyện buồn nên quyết định phải dừng lại thôi. Đúng rồi ạ. Như vậy trong tình yêu bạn muốn có được những nụ cười, những niềm vui, những niềm hạnh phúc. Vâng. Ngày hôm nay, năm cánh sao của Ngôi sao tình yêu với năm chàng trai, hy vọng bạn sẽ tìm thấy được những niềm vui đó. Dạ. Nào, sẵn sàng đến với vị trí đặc biệt của chúng tôi, xin mời. Ngôi sao tình yêu. Ngôi sao tình yêu. Wow, tại nơi đây bạn dễ dàng nhìn thấy được năm vóc dáng khác nhau của năm chàng trai ngày hôm nay. Năm ứng viên sẽ nắm bắt cơ hội may mắn của mình. Bên cạnh đó sẽ trong bóng tối giới thiệu đôi nét về mình để chinh phục trái tim của Phạm Yến. Sẵn sàng nhé. Dạ. Ở vị trí đầu tiên cao nhất luôn, xin chào bạn Hoài Thịnh.
Lời nói đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến Hoàng Rapper, chị Tuyền dễ thương và bạn nữ xinh xắn của ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Lê Võ Hoài Thịnh. Hiện tại đang là diễn viên tự do và là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là một chàng đam mê về nghệ thuật. Em sinh ra và lớn lên tại Tiền Giang, là một người con trai của miền Tây, cho nên là em hội đủ những tính cách của một chàng trai miền Tây, biết nấu ăn, biết hát và lớn lên trong một gia đình có rất là nhiều điều đặc biệt. Có một cậu em trai nhỏ hơn em đến 20 tuổi. Một cậu trai nhỏ hơn 20 tuổi luôn. Em ruột luôn đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Dạ. Thì nó cũng là một cái câu chuyện dài về gia đình của em. Thì hôm nay em xin chia sẻ với mọi người là thật sự mà nói đến bây giờ em khẳng định là người phụ nữ sinh ra là đúng là một điều thiệt thòi. Khi mà mẹ em mang bầu cậu em, lúc đó là em đã 19 tuổi. Và em cảm nhận từng cái sự lớn lên ở trong người của mẹ em. Và đồng thời cái lúc đó thì mẹ em phát hiện là mẹ em có một khối u lớn lên song hành cùng với em bé. Cho nên là mẹ phải trải qua cái giai đoạn mà mang thai nó cực kỳ gọi là khó khăn với người phụ nữ. Vì cái khối u đó nó lấn em bé cho nên là đến cái ngày sanh là phải mổ ra. Và em bé chỉ nặng có 2,5 kg thôi. Và cái quá trình chăm sóc em của em là ngay từ cái ngày đầu tiên mẹ em sanh thì em đã bên cạnh và lo lắng chăm sóc cho em và mẹ. Cho nên là em cảm nhận được là người phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, vì họ đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Cho nên là đối với em, người phụ nữ là đáng trân trọng nhất. Và không biết là tình trạng sức khỏe của bác gái bây giờ như thế nào rồi ạ? Dạ, đến bây giờ thì em của em nó đã qua cái giai đoạn khó khăn rồi. Bây giờ nó phát triển rất là bình thường. Và mẹ thì may một cái là bác sĩ đã cắt bỏ cái khối u đó đồng thời cùng em bé luôn. Cho nên là sức khỏe của mẹ và em bé hiện tại là rất là ổn ạ. Một tràng pháo tay để chúc mừng cho bác gái. Một người phụ nữ rất vĩ đại cùng chiến đấu với em của bạn. Bên cạnh đó rất là có một đức hy sinh cao cả. Hy vọng là những điều may mắn, bình an nhất sẽ đến với gia đình của bạn. Thịnh nhé. Dạ, em cảm ơn ạ. Ngày hôm nay, hãy nắm bắt lấy những cơ hội may mắn đó để chiếm lĩnh lấy trái tim của Phạm Yến nào. Em thì thật sự ra phải nói là không phải hoàn hảo như những người con trai khác. Nhưng em có thể đảm bảo em có đủ sự chân thành và có thể dành tình cảm trọn vẹn nhất cho người phụ nữ mà em yêu. Yeah, ấm lòng chưa? Rõ ràng anh chàng này rất biết tôn trọng phụ nữ nè. Và không biết là trong giây phút này bạn có câu nói ngọt ngào nào dành tặng cho Phạm Yến không? Đối với em thì cảm xúc là điều quan trọng nhất. Khi mà đã có cảm xúc rồi thì mọi chuẩn mực đề ra đều bị phá bỏ cả. Cho nên là khi mà chúng ta nếu mà có duyên đi tiếp cùng chặng đường sau này thì em sẽ hứa là sẽ mang lại những niềm vui trong cuộc sống, chia sẻ những nỗi buồn cho bạn nữ của đời em. Từ nãy tới giờ những cảm xúc và những cái câu đối thoại vừa rồi là em đặt trường hợp là em đang đối thoại với chị và anh Hoàng. Nhưng mà riêng cái những cái lời gửi gắm là em gửi gắm đến bạn gái của mình. Mình là một người đàn ông thì mình phải xưng anh. Đó, thí dụ Yến ơi, anh yêu anh. Em. Đó, thí dụ vậy đó. Vậy xưng đi, ra là một người đàn ông thì bây giờ dù bao nhiêu tuổi cũng là đàn anh. Được chưa em? Thực ra anh không hứa là anh có thể gánh vác tất cả nỗi lo lắng trong cuộc sống của em. Nhưng anh sẽ là người đồng hành cùng em chia sẻ tất cả những nỗi buồn đó. Được, yeah, phải vậy chứ. Yến ơi, bây giờ chia sẻ đôi điều của Hoài Thịnh rồi. Bạn có gì thắc mắc dành cho anh ấy không? Một câu hỏi nào. Em có nghe là anh quê ở Tiền Giang phải không ạ? Đúng rồi ạ. Hiện tại anh có làm việc ở Sài Gòn đúng không ạ? Hiện tại thì Thịnh đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Vậy bạn có ăn được những món ăn của hương vị miền Tây không? Một cô gái Hải Phòng nè. Hiện tại thì chắc em chưa quen. Nếu mà có bạn trai là người miền Tây thì chắc là em cũng sẽ ăn được rồi. Phải khám phá rồi đúng vâng không? Vâng ạ. Từ từ. Em cứ yên tâm, anh có thể học tất cả các món trên mọi miền đất nước vì em. Anh có ăn được đồ ăn Bắc không ạ? Anh rất là dễ ăn cho nên là anh sống ở đâu anh cũng đều ăn được đồ ăn ở đó hết. Mà anh có nấu được cái món như là bánh đa phong cách Hải Phòng không? Dạ hiện tại thì em chưa biết nấu. Nhưng mà nếu trong tương lai có người yêu Bắc, em sẽ dành trọn những cái gì tốt nhất cho bạn ấy.
và có thể học cách nấu ăn những cái món ăn của miền Bắc, hoặc là chỉ cho bạn ấy cách thưởng thức những món miền Tây để tụi em có thể dung hợp với nhau ạ. Yeah. Và bây giờ hãy chào đón chàng trai ở vị trí thứ hai. Và đứng ở vị trí thứ hai đó là bạn Trấn Đông. Điều trước tiên xin chào quý vị khán giả trường quay. Xin chào hai MC rất là dễ thương và vui tính. Xin chào em Yến. Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Lưu Trấn Đông. Anh sinh ra và lớn lên là người con của đất Quảng. Hiện tại thì đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đông cũng đã học hết xong đại học về bên kinh tế, chuyên khoa về marketing. Hiện tại thì đang kinh doanh về thời trang, may mặc. Về nghệ thuật thì rất là đam mê. Hiện tại thì cái đam mê ấy nó đang ở giữa chừng. Thì Đông cũng đang theo đuổi cái đam mê ấy, cũng có đóng góp cho chụp mẫu cho những sản phẩm thời trang, và đóng góp những quảng cáo truyền hình, và đóng góp cho những cái phim, những vai nhỏ nhỏ của truyền hình để thực hiện cái đam mê của mình tí xa chút nữa. Và không dừng ở cái đam mê về nghệ thuật, Đông còn kinh doanh về thời trang. Đó là cái đam mê lớn nhất là kinh tế và kinh doanh. Cảm ơn bạn với phần giới thiệu vừa rồi. Và qua phần giới thiệu đó, chúng ta thấy được một vài điểm chung của anh chàng Trấn Đông này cùng với Phạm Yến. Là những người rất là đam mê về nghệ thuật và cũng rất chịu khó chủ động kinh doanh, chủ động làm chủ chính những cái sở trường của mình luôn. Hai bạn có khá nhiều điểm chung đó nha. Yeah. Nhưng mà quan trọng là trái tim có đồng điệu hay không. Và đến đây là phải chinh phục được người yêu. Và bạn sẽ dùng lời nói nào, ngọt ngào nào dành tặng cho Phạm Yến nè. Xin chào em. Anh đến đây thì cũng vì một nửa kia. Nửa kia hiện tại đang đứng ở dưới. Anh thấy anh như xa xa rất là dễ thương. Tại vì anh ấy rất là dễ bị rung động trước cái đẹp lắm. Về tình yêu á, yêu thì rất là dễ, nhưng biết yêu mới cực kỳ khó. Chữ biết phải đi trước chữ yêu mới đặng. Cho nên đến đây muốn gửi gắm con tim anh một ngăn cửa an toàn để anh cùng em tiến bước trên con đường tương lai và sự nghiệp. Anh chàng này bên cạnh đó là một phong thái khá là chuyên nghiệp, giống như một dân marketing thật sự luôn đó nha. Vâng, tay chân rất là linh hoạt đấy. Thuyết phục rất là tốt đúng không? Không biết là bạn có thắc mắc nào dành cho Trấn Đông hay không? Anh ơi, hiện tại thì gia đình có ở cùng với anh ở Sài Gòn không ạ? Không, gia đình hiện tại đang làm việc tại ở quê. Mẹ thì nấu bếp cho một nhà hàng cũng ở quê luôn. Ba thì đi đánh bắt hải sản. Nếu mà em được về đó thì anh sẽ dắt em đi những nơi du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam và những danh lam thắng cảnh đó và ăn những món ăn đặc sản ở vùng miền. Cho em hỏi đó là cái công việc kinh doanh của anh là anh tự mình làm hay là có làm chung với ai không ạ? Có cổ đông không? Hiện tại thì anh đang kinh doanh một mình. Lúc trước thì anh có làm việc tại quận 5, một công ty thời trang về veston. Anh tư vấn khách hàng một thời gian, có một kinh nghiệm để ra anh mở riêng một công ty nho nhỏ để kinh doanh, để phát triển cái tư duy của mình, phát triển cái kinh tế của mình để coi nó như thế nào, và sẽ tiến bước hơn xa hơn nữa, sẽ có một vài công ty nữa trong thành phố Hồ Chí Minh. Và không biết là bạn có muốn thả thính gì nữa hay không với cô nàng xinh đẹp Phạm Yến? Nói về tài năng thì ca hát thì anh vẫn có một chút chút, tuy ca không hay nhưng đủ làm trái tim em ấm lòng và vui. Xin gửi tới em một ca khúc Đợi Em Trong Mơ, một sáng tác của Ngọc Sơn, bản nhạc trữ tình, nhưng mà anh sẽ remix lên cho cuộc sống em lúc nào cũng sẽ tươi đẹp và vui vẻ. Ok, ghê ghê, remix luôn nha. Chuẩn bị sôi động nào. Nghe thấy sôi động rồi đó. Sao em lặng lẽ ra đi, cho tình tôi nhức nhối. Bao năm, giống anh Ngọc Sơn ha. Dòng dòng. Bây giờ cách rất Ngọc Sơn. Tàn theo khói sương, này người tình hỡi. Nhưng lúc anh về, lặng lẽ âm thầm, chỉ càng phòng vắng, lòng bao xót xa. Đêm nay em có vui không? Bên tình nhận em mắm. Riêng anh lạnh lẽo đến hồi. Cõi lòng ngắt chán đến đâu, dù tình em xa khơi nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối những giấc mơ mơ dài. Giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em đưa về trong giấc mơ em đêm. Lên.
Ôi, đúng là ngôi sao tình yêu con hát bài thẳng lên cung đình luôn. Wow, nhạc sập sình rất là hay. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và với thông điệp tình yêu đó, hãy thả thính nhẹ một câu để chốt thật là đẹp cái phần giới thiệu của mình nào. Yến ơi, anh thật sự tim đập nhanh quá. Lúc gặp em bây giờ chưa hết được cái run. Anh thở, thở đều đi. Thở đều đi anh. Đừng nín thở nữa. Hình như là một nữ ái đang đứng ở dưới run quá, tim anh đừng hết đập chút xíu. Anh sẽ gửi lời yêu thương tới em. Thôi xong. Hy vọng anh sẽ được nắm tay em đi hết con đường này. Đơn giản hiệu quả vậy thôi. Anh hy vọng được nắm tay em đi hết đoạn đường này. Chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ chàng trai ở vị trí thứ ba. Đó chính là Tô Hải Lương. Xin chào bạn. Lời đầu tiên cho em xin phép chào anh Hoàng, chị Tuyền, chào Yến cùng tất cả các bạn đang xem chương trình. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Tô Hải Lương. Năm nay mình 23 tuổi và mình đang là sinh viên năm thứ tư của Đại học Tôn Đức Thắng. Mình đang học năm tư rồi mà chuyên ngành gì ạ? Dạ em học luật ạ. Sở thích lớn nhất của mình ấy, là thể thao, tập gym và mình đam mê dịch chuyển. Mình thích đi đây đi đó, nó giống như là ăn vào máu rồi. Thích di chuyển lắm, thích hiểu biết về văn hóa, nhiều vùng miền, nhiều quốc gia. Nhưng mà ngoại ngữ thì không giỏi lắm. Thực ra đó chính là những sở thích lớn nhất của mình hiện tại. Wow, trong bóng tối nha. Nhưng mà tôi thấy một số điểm khá là nổi bật của Hải Lương. Mái tóc khá là bồng bềnh này, bờ vai khá là rộng, khỏe mạnh, vững chắc. Bởi vì anh ấy có thói quen và niềm đam mê về thể thao. Yeah. Bên cạnh đó là chất giọng, ai à, cái giọng nói nghe nó mượt lắm nha. Em nghe giống như cái giọng mà kể chuyện đêm khuya. Kể chuyện đêm khuya. Bạn bạn có biết kể chuyện kinh dị này nọ không? Thực ra thì cái phần tài năng em sẽ thể hiện là kể một câu chuyện hỏi giữa lúc đêm khuya. Như vậy thì còn chờ đợi gì nữa? Hãy kể thử một câu chuyện kinh dị đi nào. Gây ấn tượng mạnh với Phạm Yến. Và mời thần đèn hạ đèn xuống. Bắt đầu hiệu ứng âm thanh. Trời ơi. Bây giờ ping pong. Kim đồng hồ đã điểm 12 giờ. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Đêm ấy, dưới ánh trăng mờ mờ xen lẫn hơi sương trước sân nhà anh, xuất hiện một cái bóng trắng. Anh thấy cô gái này xinh như Thúy Kiều. Cái bóng từ từ tiến vào phòng ngủ của anh. Anh kéo tấm chăn phủ kín lên mặt, hít thở chờ đợi giây phút kinh hoàng sắp diễn ra. Cái bóng từ từ tiến vào, nhưng mà lạ thay nó không làm gì anh em ạ. Nó tiến tới chiếc gương, cất giọng hỏi rằng: gương kia ở trên tường, thế gian ai đẹp được giường như ta? Cái gương đáp rằng: hà hà hà. Hải Yến còn đẹp gấp ba lần. Quá thể quy định. Cái đồ lường gạt tâm lý kia. Ôi, làm hú hồn hà. Cái ông âm thanh cũng trời thần lắm. Làm hú hồn tưởng đâu là bước vô gặp cái gương hiện lên máu me này nọ răng nanh xuất hiện. Hóa ra là một lời khen đến từ bạn dành cho Phạm Yến. Cảm ơn bạn rất nhiều. Rất là duyên dáng luôn. Yến ơi, nghe chất giọng anh này, Yến đoán xem là anh này quê quán ở đâu? Em... Yến đoán xem, có phải Hải Phòng không? Không, chắc chắn không rồi. Không phải Hải Phòng đúng không? Vâng. Hải Phòng không phải dòng này. Nhưng mà xung quanh Hà Nội không ta? Phạm Bắc hả? Sao nghe không ra ta? Không ra hả? Anh nói lại một câu gì đấy. Khen khen Yến đẹp đi. Không ấy kể lại chuyện ma đi. Thôi đi, thôi đi, thôi đi, thôi đi. Mình đi qua thế giới bên kia luôn đó. Người em phủ luôn đi chị. Chuyện ma thì một lần là đủ rồi. Thì không, hôm nay thì gặp Yến lần đầu tiên. Thì ấn tượng đầu tiên cũng như là các bạn nam đang đứng ở đây, Yến rất là xinh đẹp. Dạ, em cảm ơn. Vậy quê quán của bạn ở đâu ạ? Cái câu chuyện về quê quán của em nó lại là một câu chuyện dài. À, dài lắm hả? Em sinh ra ở Ninh Bình, sống và lớn lên ở Gia Lai. Sau đó thì vào Sài Gòn học tập và sinh sống đến nay. Thế nên em nghe cái chất giọng nó không... pha trộn văn hóa các vùng miền khác nhau. Nó không đặc trưng của một vùng miền nào cả. Bắc Trung Bộ. Chung nhau luôn nhỉ? Ba miền luôn đúng không ạ? Bạn cảm nhận như thế nào về con gái Hải Phòng?
con gái Hải Phòng thì theo cảm nhận của em ấy thì của em cũng gặp một vài người bạn là người Hải Phòng. Gái Hải Phòng thường thẳng thắn, thật thà. Thẳng thắn nữa. Thẳng thắn, rất thẳng thắn. Đúng. Người Hải Phòng thì kể cả gái hay trai không vòng vo. Đúng rồi. Nói thẳng, rất thẳng thắn. Và em rất thích cái tính cách này. Ngoài ra thì con gái Hải Phòng nấu bánh đa cua với bún cà rô rất ngon. Đặc. Và ngày hôm nay chúng ta được gặp gỡ một người con gái xinh đẹp nữa con Hải Phòng. Chúng ta đã biết đến Phạm Hương rồi, thì ngày hôm nay Phạm Yến cũng xuất sắc không kém, đúng không nào? Dạ. Yeah. Và bây giờ thì hãy đón chào cái câu hỏi đến từ cô nàng Phạm Yến, xin mời. Anh có niềm đam mê là đi du lịch nhiều nơi đúng không ạ? Đúng rồi. Anh đã đi được những đâu rồi ạ? Nếu mà đi nước ngoài thì có đi Campuchia, Trung Quốc. Gần trong nước thì ở ngoài Bắc thì Hà Nội, Ninh Bình, Hòa Bình, Lạng Sơn. Ở Nam Trung Bộ ấy, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đà Lạt, Kon Tum, Gia Lai thì đấy là khu vực gần gần rồi. Miền Tây thì Kiên Giang, An Giang. Tiền Giang. Wow wow. Đi gần hết cái gần hết Việt Nam luôn. Rồi. Sang từ tỉnh thành đi gần hết luôn. Bạn hỏi vậy là để muốn đi du lịch dài ảnh đúng không? Không, thực ra những cái điểm anh ấy kể thì em cũng đi gần hết rồi ạ. Có mỗi Ninh Bình là em chưa đi thôi. Nghe nói Ninh Bình rất là đẹp. Ninh Bình càng ngày thì càng đẹp. Gia đình anh còn ở Ninh Bình không ạ? Gia đình anh thì còn cô dì chú bác, nói chung là ở quê rất nhiều. Nhưng bố mẹ anh thì sống ở Gia Lai hết rồi. Dạ. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đến với cánh sao thứ tư đó là bạn Phan Nhật Tiến. Vâng, lời đầu tiên Tiến xin chào hai MC duyên dáng của chương trình và người phụ nữ xinh đẹp. Người ta thường gọi Tiến là Adam Tiến. Công việc của Tiến là giám đốc chi nhánh của một hệ thống gym tại thành phố Sài Gòn. Sở thích của Tiến là thích đi du lịch và học thể thao. Tiến bây giờ tình trạng gia đình của bạn như thế nào? Bạn sống độc thân hay là sống chung với gia đình? Dạ, hiện tại thì anh vẫn sống với gia đình và quê quán của anh là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Và không biết là gặp Phạm Yến rồi, bạn muốn thể hiện tình cảm của mình với câu nói như thế nào nào? Khi gặp Yến, cái nhìn đầu tiên của tất cả người đàn ông đều nhìn vào thấy Yến có một sự đẹp và sự thu hút. Với Tiến thì Tiến xin gửi Yến một cái quan điểm về tình yêu của Tiến. Về tình yêu, quan điểm của Tiến, khi một người đàn ông gặp một phụ nữ, cái đầu tiên họ nhìn đó là sự thích thú. Sau khi sự thích thú, họ sẽ là sự muốn tìm hiểu. Khi họ tìm hiểu được người phụ nữ rồi, họ biết được những cái mà họ đã trải qua, thì người đàn ông nó sẽ yêu và thương người phụ nữ ấy. Và đến cuối cùng, đến một cái kết đẹp, thì đó, nó chính là cần. Cần ở đây là mình cần về nhau và mình yêu về nhau. Không biết là Yến có muốn hỏi anh chàng này câu nào không? Anh đang là chủ một chi nhánh của phòng tập gym phải không ạ? Đúng rồi ạ. Chắc là anh cũng hay tập thể thao đúng không ạ? Thì Tiến xin chia sẻ thêm là Tiến học từ Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ra. Thì gia đình Tiến làm theo cái mảng này và hiện tại thì Tiến đang phát triển cho gia đình. Quá tốt rồi, tốt cho bản thân mà tốt cho cả gia đình nữa. Và như vậy thì không biết là sở trường của mình như thế nào đây trong bóng tối ạ? Sở trường của Tiến thì Tiến sẽ tạo dáng để cho người phụ nữ mà Tiến sẽ chinh phục sắp đây sẽ cảm nhận được. Nào, hãy gây ấn tượng đi nào. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ngay sau đây sẽ là phần chào sân của một nhân vật có một cái ngoại hình khá là thú vị. Xin chào bạn Phương Anh. Dạ, em xin chào anh Hoàng và xin chào chị Tuyền và xin chào Phạm Yến và tất cả mọi khán giả có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Yeah, thú vị từ ngoại hình, bóng dáng cho đến giọng nói nữa. Nào, giới thiệu đôi nét với mình nào. Dạ, em tên là Phương Anh và bạn bè của em thường gọi tên biệt danh của em là Chấm. Công việc hiện tại của em là pha chế rượu và em có kinh doanh online nhỏ. Và em có kinh doanh thêm soda kiwi và một số loại bánh Đài Loan. Em sinh ra ở Sài Gòn và hôm nay em tới đây để em tham gia chương trình. Và đây là lần đầu tiên em gặp được bạn Phạm Yến. Như vậy thì trước giờ không biết là bạn đã trải qua được mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua được... ba mươi lần mối tình cái gì từ từ khoan choáng đấy
nhiêu tuổi? Dạ, em sinh năm 94. Em 25 tuổi. Mà trải qua 30 mối tình là bình quân hơn cứ tầm nửa năm em... là người đó. Tán tỉnh thì nhiều, rồi đi bên cạnh nhau này nọ thì nhiều, rồi ăn uống này nọ thì nhiều, nhưng mà quen chính thức thì chỉ có 3 người thôi. Trời ơi, tôi hết hồn. Nói chung anh cởi mở. Dạ, và sở thích của em là hoạt động trí óc và hát. Hồi đó em cũng có đi hát phòng trà. Rồi còn đam mê của em là tập võ Aikido. Tập võ để rèn luyện cơ thể hay là bảo vệ cho người bình thường? Dạ, tập võ để bảo vệ cơ thể của bản thân mình trước. Và bảo vệ luôn người mình thương mà. Và quan trọng nhất là nó khỏe. Dạ. Chính xác, dễ thương quá, tránh dễ thương quá. Một tràng pháo tay nào. Mà không biết là Yến nha, có gì thắc mắc với một nhân vật rất là thú vị này hay không? Thực ra là em cũng không thắc mắc gì nhiều vì anh cũng đã hỏi bạn rất là nhiều để bạn cởi mở hơn rồi. Thì nghe nói chuyện thì bạn cũng có hơi rụt rè một chút, chắc là bạn hiền. Bạn ấy cũng có một điểm chung mà cũng em cũng đã từng là vận động viên võ. Võ gì ạ? Karate do. Karate do. Vậy hai bạn bước ra để thi đấu. Đối kháng. Đối kháng được rồi đó. Vâng. Bạn ấy có thể là hơi rụt rè thôi nhưng mà em thấy bạn rất là mạnh mẽ. Đúng vậy, có cá tính. Có cá tính. Hôm nay em tới chương trình và em có một bài hát đó là... Anh ăn của anh nữa hả? Dạ không. Dạ bài hát hôm nay em muốn gửi tới bạn Phạm Yến. Đó là bài hát Đủ Xa Tình Sẽ Cũ. Xin mời bạn. Bạn thể hiện được sự nam tính của mình rất rõ chánh nè. Cảm ơn bạn rất nhiều với món quà vừa rồi dành tặng cho Phạm Yến. Ôi, thấy rung động hôm nào? Yeah. Sao sướng chứ? Vâng, khó. Không phải là chánh. Và đó chính là phần chào sân của cả năm chàng trai ngày hôm nay của chúng tôi. Ngôi sao tình yêu, ngôi sao tình yêu. Chào quý vị đang quay trở lại với Ngôi Sao Tình Yêu. Và bây giờ hãy chờ đón xem chàng trai nào sẽ nhận lấy sự may mắn của Ngôi Sao Tình Yêu trao cho người đó. Người ấy sẽ được xuất hiện và lộ diện với ánh sáng may mắn. Xin mời vòng xoay may mắn bắt đầu. Phạm Yến sẽ được thuyết phục bởi nhan sắc, bởi giọng nói, bởi tư duy, ước mơ hay là sự yêu thương phụ nữ của mỗi chàng trai. Và vòng xoay may mắn sẽ dừng lại ở vị trí số 2. Xin chào Lưu Chấn Đông. Xin chào. Anh ấy khỏe từ vóc dáng cho đến gương mặt kìa. Một sự trẻ trung năng động. Hy vọng là Lưu Chấn Đông sẽ bắt được cái tín hiệu tình yêu của mình đến thẳng trái tim của Phạm Yến với 3 phút thôi nhé. 3 phút bắt đầu. Xin chào Phạm Yến, mình tên là Lưu Chấn Đông, hiện tại đang kinh doanh shop thời trang cũng như là theo đuổi ước mơ về nghệ thuật. Rất là thích nhưng mà hiện tại gặp đúng một đối tượng và đúng một người cùng chung sở thích và cùng chung một cái kinh doanh. Theo Đông nghĩ thì chắc có lẽ là định mệnh chăng? Và định mệnh đã kết nối giữa Yến và Đông lại để một thế giới rất là tốt đẹp. Và hy vọng Đông được chia sẻ hạnh phúc, buồn vui, sướng khổ cùng Yến trên con đường tình yêu. Ngắn gọn, xúc tích. Và bây giờ sẽ là phần đặc biệt danh của mọi người dành cho Lưu Chấn Đông.
Và trong thời gian này, Phạm Yến cũng sẽ nghĩ ra một cái tên nào đó thật là ấn tượng dành cho dẫn đầu. Ngôi sao tình yêu. Chà, mấy người đẹp của chúng tôi cũng đang tủm tỉm cười. Không biết là cái video này có đáng yêu hay không? Bây giờ hãy tham khảo xem cái tên nào ấn tượng nhất mà khán giả dành tặng cho Chấn Đông. Xin mời. Hay quá. Sắc. Hit luôn. Hit nha. Bạn biết Akira Phan với bài hát Mùa Đông Không Lạnh chứ? Dạ. Bạn tên gọi là Đông Không Lạnh. Đàn ghê đông. Thiệt. Là đông ấm áp đây à? Dạ. Giữa trời đông buốt giá mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu, em cười tươi như mặt trời cuối đông, nụ cười đó làm sao ai quên. Quá hay, quá hay. Nào, chúng ta hãy đến với tên gọi của bạn Phạm Yến dành tặng cho Chấn Đông, và đó tên gọi đó là hợp lý luôn. Đồng khá bảnh. Là khen á, ngày hôm nay bạn rất là bảnh trai á, nhìn rất điển trai á, mà bạn còn chơi nhạc remix nữa. Bạn thích cái tên gọi biệt danh nào nhất ạ? Thích nhất là Đồng khá bảnh. À, là thích nhất là cái biệt danh của chính Phạm Yến đặt cho bạn luôn. Đâu có dám nói thích tên gọi của người khác đặt đâu. Đúng rồi, chính xác luôn. Cứ thích của Yến là an toàn nhất. Dạ. Ý nghĩ ra sao mà đặt cái Đông khá bảnh dành tặng cho ảnh? Thực ra là em bị ấn tượng lúc mà anh ấy hát ạ. Thấy cảm giác khá bảnh. Tự tin. Em trai nữa. Em đặt tên thế là như kiểu một lời khen thôi ạ. Dạ. Chứ không phải là giống ai đâu anh. Không có giống ai đâu nha. Như vậy là phần đặt tên cũng đã khép lại rồi. Ngay sau đây chúng ta hãy tập trung tinh thần của mình, nhìn xem anh chàng Chấn Đông này có hợp với bạn Phạm Yến hay không. Khán giả ơi, cầm điện thoại lên và tư vấn cho Phạm Yến đi nào. Có hay không? Trao cơ hội Chấn Đông bước vào vòng trong. Xin mời. Và tỷ lệ phần trăm như sau. Cao. 90% là có. Đồng ý. Hãy trao cơ hội cho Chấn Đông vào vòng trong đi. Nào, kết nối với ngôi sao tình yêu đi. Và câu trả lời của người đẹp Phạm Yến dành cho Chấn Đông sẽ được diễn ra trong 5 giây. 5 4 1 3 2 1 Xin mời. Và quyết định của Phạm Yến là, không biết là quyết định sáng suốt hay không, cứ thuận tình vừa ý với lại tất cả các giả. Đồng ý. Wow. Oh my god. Đồng ý của người đẹp Phạm Yến bước vào vòng trong. Wow, rất hấp dẫn. Thật sự rất đáng tiếc với 4 chàng trai còn lại. Không biết là bất công với các bạn hay không, nhưng mà đây là sự quyết định của người đẹp. Chúng ta hoàn toàn phải tôn trọng vào quyết định này. Và không biết rằng với sự lựa chọn này, người đẹp chúng ta có phải tiếc nuối với những chàng trai còn lại không ạ? Bây giờ thì chúng ta phải cho lộ diện từng bạn một đi ạ. Đó, lỡ như cái định mệnh mà xuất hiện cái nhan sắc thật sự hợp hơn Chấn Đông thì sao? Mới thay đổi quyết định cùng qua muộn màng nha. Tiếc nuối. Ở vị trí đầu tiên, Hoài Thịnh. Chào Thịnh. Rất trẻ tuổi, điển trai, dễ thương. Trời, nụ cười tỏa nắng cười lại cái nè. Ưng nhất là cái bộ tóc anh bo nha. Và đến với ô thứ ba đó là bạn Hải Lương. Chào bạn Lương. Ôi trời ơi, wow. Khá bình thường. Không cần nha, nhìn rất là nghệ sĩ luôn á. Và đến với ô thứ tư đó là bạn Nhật Tiến.
chào anh Tiến. Ai chào, wow. Ôi, đỉnh đạt quá anh ơi. Đúng chữ doanh nhân luôn đó không? Mà sao? Doanh nhân tập gym luôn. Bây giờ hỏi nè, có tiếc chưa? Trời nãy giờ ơi. Trôi qua ba sự lựa chọn mà bạn không chọn mà có tiếc hay không nào? Thấy tiếc tiếc chưa? Ờ, một xíu thôi. Xíu hả? Và tiếp theo, đó là anh Chánh. Một trong những nhân vật chúng tôi đang rất mong chờ. Chào Chánh. Xin chào anh Hoàng, rapper và chị Tuyền và Phạm Yến và tất cả mọi người. Ngôi sao tình yêu, ngôi sao tình yêu, hãy đến với ngôi sao tình yêu. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Ngôi sao tình yêu. Và ngay sau đây sẽ là vòng thứ hai được mang tên Thử thách. Không biết là Lưu Chấn Đông sẽ đối diện với người đẹp Phạm Yến ra sao để cùng tương tác và tìm thấy những điểm trùng khớp với nhau. Xin chào đón Lưu Chấn Đông. Ngôi sao tình yêu, ngôi sao tình yêu, ngôi sao tình yêu. Yeah. Hãy đến với ngôi sao tình yêu. Chào Đông. Chào anh. Chào. Chào Đông. Rồi chào nhau. Hơi thẹn thùng tí. Đáng yêu quá à. Nhưng mà cố gắng kết hợp cùng với nhau để vượt qua các vòng thử thách nhé. Để tạo thêm tinh thần thi đấu phấn chấn dành cho các bạn, món quà sẽ nạp vào tài khoản cho các bạn. Xin chúc mừng. Và bây giờ hãy đến với vị trí đặc biệt của chúng tôi để bắt đầu với thử thách cùng với Ngôi sao tình yêu. Ngôi sao tình yêu. Ôi, nhìn xa xa hai bạn thật là xứng đôi vừa lứa. Hãy cố gắng thể hiện thật rõ để cho đối phương hiểu được mình đang muốn điều gì nhé. Thử thách đầu tiên có nội dung như sau. Bạn nữ thích hôn vào đâu của người yêu? A. Vào môi. Và phương án B đó chính là hôn vào ngực. Ngực. Và phương án C là hôn vào bụng. Và bây giờ sẽ là phần trả lời của các bạn nhé. Sẵn sàng đi. Ba câu trả lời đã được gửi đi. Ngôi sao tình yêu, hãy tiết lộ kết quả. Triệu đồng đầu tiên được bảo toàn. Chúc mừng cả hai. Ngôi sao tình yêu. Ngay sau đây sẽ là nội dung của thử thách thứ hai. Kiểu thoa son giữ môi cho người yêu mà bạn nữ thích. A. Là bôi vào môi của mình và hôn lên môi của người yêu. Chưa hết đâu, mới A thôi. Bây giờ tới B nè. B. Bôi lên má của mình và để cho người yêu hôn lên má. Và bây giờ sẽ là phương án C. Hành động như sau. Bôi lên mũi và chà chà vô cái môi của bạn trai mình.
chính là ba động tác khác nhau về cách mình chăm sóc môi cho người yêu của mình. Đâu mới là sự lựa chọn của bạn và sự lựa chọn đó có trùng khớp với nhau hay không? Hãy sẵn sàng. Ngôi sao tình yêu xin mời hiển thị. Kết quả là rất đáng yêu và đa số các cặp đôi sẽ lựa chọn cách này. Dạ tôi cũng vậy luôn. Ôi vậy luôn hả? Đúng rồi, thường xuyên luôn, thường xuyên luôn. Chúc mừng các bạn. Như vậy tiền thưởng an toàn trong tài khoản. Chúc mừng cả hai. Chúc mừng bạn. Sau đây chúng ta sẽ dành đôi phút để lắng nghe lời tư vấn của khán giả, xem các bạn có nên tiếp tục hẹn hò với nhau hay không. Xin mời mọi người. Cả hai có cùng chung những cái nhịp đập về con tim, về tư duy, về sở thích, về phản ứng của nhau hay không? Hai có xứng đôi vừa lứa với nhau hay không? Hãy tư vấn cho họ biết đi nào. Hỏi những người hàng xóm đáng yêu ơi. Và kết quả tỷ lệ phần trăm ý kiến của mọi người là wow, 75%. Mọi người, đa số là ủng hộ các bạn hãy đến với nhau, tìm hiểu nhau và hẹn hò đi. Nhưng bây giờ quan trọng là ý kiến của người trong cuộc. Ngay sau đây, giây phút cực kỳ quan trọng. Trái tim của cả hai có được ghép đôi lại hay không? Xin mời, gửi tin nhắn cuối cùng đến ngôi sao tình yêu, có hoặc không. Và các bạn hãy lưu ý, nếu như cả hai bạn đều chọn là có, thì xem như số tiền thưởng sẽ được gửi về ban tổ chức. Và lúc đó chuyện tình yêu mới là quan trọng hơn, tiền bạc không còn ý nghĩa nữa. Trường hợp thứ hai, cả hai bạn cùng nói không thì đồng nghĩa với việc tiền thưởng sẽ được chia đôi. Và thứ ba, nếu như hai bạn, một bạn đáp án có và một bạn đáp án không, thì đương nhiên bạn đáp án có sẽ được nhận tiền thưởng. Và người nói không hẹn hò sẽ tay trắng ra về. Không tiền, không tình yêu. Hãy đưa ra quyết định cuối cùng của mình đi nào. Xin mời. Anh đến đây thì cũng vì một nửa kia hiện tại đang đứng ở dưới. Anh thấy anh như xa xa, rất là dễ thương. Thực ra là em bị ấn tượng lúc mà anh ấy hát ạ. Thấy cảm giác khá mạnh. Tự tin đấy. Tự tin, vâng. Tự trai nữa. Hy vọng ông được chia sẻ hạnh phúc, buồn vui sướng khổ cùng Yến trên con đường tình yêu. Và kết quả sự lựa chọn quyết định của Phạm Yến và Chính Đông là đồng ý hẹn hò. Chúc mừng hai bạn Phạm Yến và Chấn Đông đã quyết định hẹn hò với nhau, đồng nghĩa với việc tiền thưởng gửi lại cho ban tổ chức. Không sao cả, quan trọng nhất vẫn là tình yêu. Ngôi sao tình yêu đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Một tràng pháo tay chúc mừng cho cặp đôi chúng ta, Phạm Yến và Chấn Đông. Thêm một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho bốn chàng trai ở ngôi sao tình yêu. Và chương trình Ngôi sao tình yêu được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Sunrise Media, được phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng tôi luôn hân hạnh đồng hành cùng với nhà tài trợ bộ đôi người mù Vanessa Agni nhập khẩu trực tiếp từ Ý, muốn rời xa và lãng mình của Sâm Phạt Ma. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.